chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Hoàng Chí Bảo tố trung ương đoàn ba xạo Sao quân tà lại lột mặt nạ quân mình Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn nói chuyện của ông Hoàng Chí Bảo Trước một hội trường rất lớn Ông Bảo nói rằng liên quan đến câu chuyện năm điều bác hổ dạy Mà mãi gần đây ta mới phát hiện ra bác không nói là dạy đâu Bác có 5 điều khuyên các cháu mà Trung ương đoàn lại biến thành 5 điều bác dạy thiếu nhi lại sáng tác ra một cái bức thư nhân danh bác hồ để tên bác nó mới đẻ ra năm điều bác hồ dạy năm điều đó nhé yêu tổ quốc yêu đồng bào đoàn kết tốt lao động tốt thật thà vệ sinh dũng cảm không có một điều nào về yêu thương cha mẹ anh em cả mà tồn tại trong tất cả các trường giáo dục của việt nam hơn nửa thế kỷ này cứ dạy như thế thôi bác có dạy thế bao giờ đâu đấy là trung ương đoàn dạy đấy mà lại nhân danh bác. Chỗ này phải sửa các đồng chí nhé. Trang Facebook của Chu Hồng Quý đăng clip đoạn nói chuyện của ông Hoàng Chí Bảo. Đấy, chính người Cộng sản là tố nhau, là mạo danh, là giả dối. Câu chuyện về những trò dối trá trong giáo dục là chuyện người ta đã nói rất nhiều. Tuy nhiên, nếu là những lời nói của những người mà chính quyền quy chụp là phản động, thì lúc nào họ cũng cho là nói xấu hay bôi nhọ. Giờ đây, một ông giáo sư của đảng, một người chuyên bịa ra các giai thoại về bác để mà ca tụng và tuyên truyền, thì nay lại lật mặt tổ chức khác của đảng, làm giả lời nói của ông Hồ Chí Minh. Không có lời nói vạch trần nào giá trị cho bằng chính quân ta, vạch trần quân mình như thế. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam dùng lời ông Hồ Chí Minh rồi cắt gọt thêm mắm, dặm muối rồi biến nó thành lời dạy này dạy kia là một phần công việc của ngành tuyên giáo. Ngành công an có 6 điều bác khổ dạy, quân đội cũng có lời bác dạy. Không biết ông hoàng Chí bảo có dám ăn gan hùm mà bóc phốt những câu dạy này, ông đã bóc phốt 5 điều bác khổ dạy thiếu nhi hay không. Đây là tà quyền thì nhúng tay vào lĩnh vực nào, lĩnh vực đó cũng tà theo. Ngành công an Việt Nam có 6 điều bác khổ dạy nhưng lực lượng này đã bị dân đánh giá là một lực lượng lạm dụng quyền lực và trà đạp lên luật pháp kinh khủng nhất. Hay nói theo ngôn ngữ bình dân là mất dạy nhất. Ngành công an cũng có 6 điều bác khổ dạy công an nhân dân. Ngành giáo dục Việt Nam hiện nay cũng nát bét, đạo đức xa đọa xuống cấp đến đáng bao động. Tình trạng thầy đánh trò xảy ra nhàn nhạt tình trạng mua bằng mua điểm, dùng tình đổi điểm diễn ra tràn lan. Thật ra, Trung ương đoàn làm theo chỉ đạo của đảng cả. Ngay từ khi thành lập, Trung ương đoàn được xem là đội hậu bị của đảng, là lớp kế thừa của đảng. Ngày nay, Trung ương đoàn là nơi tập trung nhiều con ông cháu cha của chế độ, nơi tập dượt để tiến vào Trung ương đảng và vào cả bộ chính trị. Ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng là những người đi lên từ Trung ương đoàn. Cho nên ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương đoàn thì cũng đồng thời nghĩa là tố Trung ương đảng. Nếu Trung ương đảng không bật đèn xanh thì làm sao Trung ương đoàn dám bịa đặt bóp méo lời bác hồ. Mà năm điều bịa đặt ấy lại được Bộ Giáo dục đem dạy cho học sinh qua suốt mấy chục năm qua. Ấy chẳng phải là chính phủ cũng hùa theo Trung ương đoàn đấy hay sao? đảng cộng sản việt nam tạo ra cái gọi là tư tưởng hồ chí minh cũng theo một cách thức tương tự như tạo ra năm điều bác hồ dạy thật ra đảng cộng sản nhào nặn ra cái gọi là tư tưởng hồ chí minh cũng theo cách như vậy sau khi liên xô và đông âu sụp đổ thì đảng cộng sản mới chế ra lá bùa thiên này để mà nhồi sọ sinh viên để chống lại phong trào tự lưu tự diễn biến họ vừa hết những lời phát biểu rời rạc của ông hồ đem cắt gọt rồi thêm thắt vào để tạo ra cái nổi lẩu thập cẩm ấy. Cho đến nay, đảng vẫn đang vơ mọi thứ, dù không phải là của ông Hồ, để nhét vào cái tư tưởng ấy nhằm lừa biệt chính người của đảng. Có lẽ việc ông Hoàng Chí bảo lột mặt Trung ương đoàn chỉ là một tai nạn. Có người cho rằng ông này có lúc mất kiểm soát, nên lợi bất cập hại đấy thôi. Vì là giả dối nên phải liên tục dựng kịch bản mà che đậy chỉ cần một lần cao hứng nói sự thật thì lộ tẩy ngay. Đấy chính đảng đức tự lột mặt nạ của mình, chứ có phản động nào xuyên tạc đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương đoàn ba xạo, sao quân ta lại lột mặt nạ quân mình như vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiên đường sau hội chủ nghĩa có bác sống mãi, sao dân lại chui xe đồng lạnh chạy trốn. Mới đây, cảnh sát Cộng hòa Pháp đã cho dừng một chiếc xe tải đông lạnh trên cao tốc E15 Bắc Lyon vào hôm 27 tháng 9 và phát hiện 6 phụ nữ gồm 4 người Việt Nam và 2 người Iraq trong thùng xe chật hẹp chở đầy chuối. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ tài xế xe tải và một cuộc điều tra về hoạt động tình nghi là buôn người. Tuy nhiên sau đó người tài xế đã được thả ra. Từ bản dãy chết luôn là mức mơ của rất nhiều người Việt Nam kể cả quan chức cộng sản những người này được giải cứu sau khi liên lạc với phóng viên bbc để cầu cứu xin giúp đỡ một người trong nhóm này nhắn tin cầu cứu rằng ở đây rất lạnh gió máy lạnh liên tục thổi cô cho biết mô tả cửa thùng đông lạnh đã bị cài chặt bằng một chốt kim loại cô gửi kèm theo hai video ngắn trong đó có tiếng nói tôi không thở được những người này đã may mắn hơn 39 người trốn trong xe lồng lạnh vào nước Anh và bị bắt và phát hiện chết ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại khu công nghiệp của thị trấn Clay's vùng access thuộc Anh Quốc. Một trong các nạn nhân của thảm họa này cũng từng nhắn tin cho người nhà tại Việt Nam là cô không thở được và cô đang chết. Frank Kras, công tố viên ở vùng Jauno phía bắc thành phố Lyon, miền Tây đông nước Pháp cho biết Nhóm phụ nữ này lên thùng xe tải có biển số Iran với hy vọng đến được Anh quốc hoặc Iran. Trong đó, trên thực tế chiếc xe này đang giao một đô hàng chuối đến Dunkirk thuộc Pháp và sau đó chạy đến Ý. Chính quyền Pháp đã yêu cầu bốn người Việt phải rời khỏi Pháp trong vòng 30 ngày, hai người Iraq được phép ở lại chờ xin tị nạn. Được biết, hàng năm có hàng nghìn người nhập cư với mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Họ tìm cách nhập cư trái phép vào Pháp rồi từ miền Bắc nước Pháp lại đi đến Anh Quốc. Họ thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt qua eo biển Măng Sơ nhằm giữa Pháp và Anh, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Thật đau lòng khi đã ở thế kỷ thứ 21 mà người dân Việt Nam vẫn phải tìm mọi cách để mà chạy trốn khỏi đất nước của mình. Trước năm 1975, người dân Việt Nam luôn sống dưới tiếng bom đạn, nhưng không ai chạy trốn khỏi Việt Nam Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986, người dân như sống trong trại xúc vật vậy, với kinh tế tập trung và chính sách ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản. Đã khiến cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Giờ đây, bản chất địa ngục ấy vẫn còn, nó chỉ đổi màu, chứ không mất đi, nên người dân phải tìm mọi cách để mà tháo chạy. Người giàu thì tìm cách nhập cư qua diện đầu tư, diện du học, kết hôn. Nghèo hơn thì xuất khẩu lao động, rồi trốn ở lại, thậm chí tìm cách đi lậu sang các nước tư bản dãy chết. Trước đây, nhà xuất bản sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng xuất bản rất nhiều sách dối trá về chủ nghĩa tư bản như Đế quốc Mỹ trong cơn rẫy chết hay Hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới đang ở quá trình suy sụp và tan rã sâu sắc. Tới nay, sự thật đã chứng minh xã hội ở các nước tư bản như thế nào mà người dân Việt Nam cứ phải bỏ nước để đi sang. Bỏ xứ thiên đường bất chấp nguy hiểm để trốn sang tư bản dãy chết. Hiện nay các nước tư bản không còn là đối đầu đối với các nước cộng sản, nhưng về bản chất chính trị xã hội, hai hệ thống vẫn đối nghịch với nhau hoàn toàn. Ở các nước tư bản, đất nước và con người dân giàu có, nhân bản, tự do, trong khi các nước do chủ nghĩa nguyên bản còn sót lại như Bắc Hàn hay Cuba chỉ đói nghèo dân sống như vật thiếu ăn ở Cuba dân đói không đủ lương thực để sống nhưng vẫn phải xếp hàng dài chờ phát thực phẩm bằng tèm phiếu dân đã đói mà lại lãng phí sức lao động xã hội như thế thì không cạp đất là mà ăn mới lạ vậy mà chính quyền của Cuba vẫn ra giả tuyên truyền về cách mạng vĩ đại về Fidel Castro vĩ đại các nước xã hội chủ nghĩa nửa vời như Việt Nam và Trung Quốc Tuy không đói ăn như Bắc Hàn hay Cuba, nhưng người dân cũng phải chặt vật kiếm sống và không có tự do. Khi so sánh với xã hội văn minh của phương Tây, thì Việt Nam như là một địa ngục, một địa ngục được Bác Hồ vĩ đại xây dựng mà nên. Ở Việt Nam, nếu dám nói xã hội do Đảng Bác tạo ra địa ngục, thì rất dễ bị ông Tô Lâm cho bốc lịch. Nên chẳng mấy ai dám nói ngoại trừ những tiếng nói từ bên ngoài của lãnh thổ Việt Nam. Muốn biết xã hội Việt Nam là thiên đường hay địa ngục thì cứ nhìn xem con cháu quan chức chọn nơi nào để mà đi học, để mà định cư thì biết rõ nhất các đại gia và quan chức đua nhau bung tiền núi để chạy cho được quốc tịch của một quốc gia tư bản dãy chết. Thảm họa 39 người chết trong xe đông lạnh từ 5 năm trước vẫn không làm dân Việt Nam trồn bước thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam là chế độ phong kiến trá hình, nhưng tàn bạo hơn và bất nhân hơn những triều đại phong kiến trước đây. Về bản chất, đây là chế độ tập quyền, xem dân như là nguồn khai thác, là sở hữu riêng của Đảng. Cho nên, sau thảm họa 39 người chết thảm trong xe công ty đông lạnh vào năm 2019 tại Anh cho đến nay, vẫn có người Việt Nam liều mạng chui vào thùng xe đông lạnh để tìm cách đổi đời nơi xứ dãy chết là điều có thể hiểu được khốn khổ cho những ai đang còn là công dân của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Thiên đường sao chủ nghĩa, có bác sống mãi, sao dân lại chui xe đông lạnh để chạy trốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người, biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.